Thưa quý vị và các bạn, đã có rất nhiều đường dây tín dụng đen bị phanh phui. Cũng có không ít người mắc trắng vì tin vào lời hứa của các chủ mưu huy động vốn tín dụng đen. Bài học là không thiếu. Thế nhưng mà vài ngày gần đây, nhiều làng quê tại tỉnh Quảng Bình lại đang dậy sóng vì hàng loạt nông dân, tiểu thương đứng trước nguy cơ mắc sạch vốn liếng nhà cửa khi không thể rút được tiền đã gửi vào một đường dây tín dụng đen với quy mô ước tính từ 80 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng. Dành dùng cả đời có 700 triệu đồng, mang cầm cố căn nhà đang ở được thêm 800 triệu đồng. Có 1,5 tỷ đồng trong tay, ông Nguyễn Văn Ngọc ở xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch đã dồn toàn bộ vào một đường dây tín dụng đen. Vì những lời hứa hẹn lãi suất cao chất ngất, vì những mong muốn tiền đẻ ra thật nhiều tiền. Nhưng tiền ấy vẫn chưa thấy đâu thì ông Ngọc đã nhận được tin đường dây tín dụng đen mà mình tham gia bị vỡ nợ. Những dự định làm ăn gửi đi kèm theo cả gia sản, nay thứ nhận về là nỗi lo sợ trắng tay, là sự suy sụp của cả một gia đình. Chứ mà xảy vỡ ra rồi thì tiền cứ lắng cỏ đã rồi, nhưng mà nhà tôi khéo có từng ra bùi rồi. Rồi sau này đây là không trả thì là mình có cơ hội mà lấy lại cái thẻ đồ nữa để mà lấy lại nhà đó. Rồi mất nhà thôi. Tại thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, có hàng chục hộ dân đang rơi vào tình cảnh tương tự như gia đình ông Ngọc. Hầu hết đều mang sổ đỏ đến ngân hàng cầm cố để có tiền tham gia tín dụng đen. Từ cái khi mà bị lừa thì cô chủ thì tâm trạng là bất an đó, buồn chấn thì hết cả đó, nhà cửa thì thẻ đỏ thì cầm ngân hàng rồi. Thì nếu mà mình muốn có số tiền mà trả cho ngân hàng thì họ lên là đến là thu hồi tài sản nhà cửa đấy, các chủ thím thì là biết điều muốn. Theo tìm hiểu, người đứng ra huy động tiền là ông Nguyễn Thanh Mão, ngụ tại thị xã Ba Đồn. Hầu hết nạn nhân đều là những người quen biết, thậm chí có quan hệ họ hàng với vợ chồng ông Mão. Tiền huy động được, ông Mão chuyển cho một người tên là Nguyễn Thị Thu Lý, là cháu vợ của ông, để dùng vào mục đích đáo hạn ngân hàng và đầu tư làm ăn. Từ chỗ tôi có uy tín trong địa bàn Ba Đồn này là nói chung anh em thì đến bạn bè thì là huy động nguồn vốn là rất là dễ dàng. Cái nguồn mà anh về trả tiền lãi về nhờ thì mình thành công là 4,7 tỷ 150 triệu. Theo những người tham gia đường dây tín dụng đen này thì ông Mão chỉ là một trong những đầu mối huy động tiền. Cùng với các đầu mối khác, quy mô của đường dây tín dụng đen này ước tính trong khoảng 80 đến 100 tỷ đồng. Theo tìm hiểu của phóng viên, vì là chỗ thân quen nên nhiều nạn nhân vẫn còn ngại ngần trong việc tố cáo đường dây tín dụng đen. Số tiền bị bốc hơi của những người dân Quảng Trạch chính xác là bao nhiêu vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tiếp theo sẽ là